Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Thì để Dung chia sẻ cho bà cô chú anh chị và các bạn cái vụ mà bảo hiểm ở bên Việt bên Pháp như thế nào nha. Để khi mà mình đậu xe trong Bắc Kinh á, trong bãi đậu xe mà người ta quẹt xe mình như vậy thì sẽ bị phạt như thế nào. Phía trước Dung cũng có một chiếc xe bản số xe Pháp á, mà đi qua bên Ý thì chi phí xăng cao hơn ở bên Pháp nhiều nha. Nếu mà mình đổ tùy chỗ của chú anh chị trạm xăng nhiều lắm, mà có chỗ đổ 2 đồng, có chỗ mà xăng bên Ý nó lạ đời lắm. Cô chú anh chị mà đổ nó có hai cái giá lận, một cái giá là 1 đồng 70 bằng cái giá xăng bên Pháp nha, và một cái giá 2 đồng. Nếu mà cô chú anh chị mình nghĩ cái giá rẻ mình đổ xe của Dung là chạy bằng dầu diesel nha, đó là mình đổ vô xong mà chạy được có khúc mà cô chú anh chị nó tuột muốn hết luôn á. Ông xã Dung nó cái này xăng pha nước. Mà nếu mà mình đổ giá 2 đồng á là xe đúng xe chạy được lâu y như là xăng bình thường nha cô chú anh chị, dầu bình thường. Còn nếu mà đổ mà cái giá rẻ á, là ông xã Dung nói là dầu pha nước. Dầu pha nước là Dung ghẹo á nha, chứ dầu nào pha nước đổ vô xe sao chạy. Cái khúc này đường đẹp bên đây cô chú anh chị. Là đang tới mùa hoa acacia, giống như hoa gì, hoa điên điển hả, bên Việt Nam mình nhé. Đường cao tốc ở bên Ý á, là mình không có dám chạy nhanh, cũng cho chạy 130 giống như bên Pháp nha cô chú anh chị, mà không dám chạy nhanh luôn, nó ổ gà dữ lắm. Chạy một nhanh một cái á, là về mình đi xe mình đem vô gara mình sửa không kịp, cái gầm xe nó cứ kêu cọc 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 đó cô chú anh chị ơi. Mình đem vô ga giống như mình đường mình chạy mình dùng vòng nhiều quá đó là xe của mình á, nó bị ảnh hưởng. Tới khúc này á, là bị giống như có tai nạn á, sao cô chú anh chị ơi, cho nên là kẹt xe. Mình đang từ Ý về Pháp nha cô chú anh chị, mà kẹt xe quá trời luôn. Theo lịch trình thì trên đường về thì gia đình Dung sẽ ngủ lại ở Nice, tại vì mình có một người bạn người Việt ở Nice mà lấy chồng Pháp đó cô chú anh chị, thì mấy năm rồi chị em mấy chị em cũng muốn gặp nhau thì lâu lâu gọi điện hỏi thăm thôi. Thì chị cũng đi làm, cũng có việc làm này kia đó, cũng không có tới chỗ mình chơi được, có ghé chỗ mình một lần hồi cách đây cũng lâu rồi đó, mà cũng ở từ Dung tới Nice thì cũng khoảng 5-6 tiếng đồng hồ lái xe đó, nên Dung nói để kỳ này đi chơi về thì ghé thăm chị luôn. Thì nhà mình phải lái từ dưới Napoli lấy ngược lên trên phía Bắc như vậy đó, muốn đi về thì phải đi xuyên qua nước Ý. Rồi anh bạn ở Florence đó, là kêu mình ghé lại ngủ đi, nhưng mà tại vì lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, mười mấy tiếng, 14-15 tiếng lần của chú anh chị, nếu mà lái xuyên suốt không nghỉ á nha. Còn mình đi mình có con nít thì nghỉ giữa chừng cho ông xã Dung nghỉ chân rồi này kia nữa. Rồi đây là đường cao tốc của cô chú anh chị. Đường cao tốc hôm nay rất là đẹp nha, rất là bằng luôn á. Còn đường cao tốc mà cái khúc mà đường vô Napoli á nha cô chú anh chị, trời đường cao tốc ổ gà ầm ầm luôn á. Mà trời không có đẹp chút nào á, đen thui thì lùi. Tại vì Dung đi tới đâu thì Dung quay, Dung chia sẻ lại cho ông bà cô chú anh chị xem thôi. Lên ở Rome hoặc là ở Florence hoặc là ở phía Bắc nước Ý thì cô chú anh chị thấy ở Milan rồi này kia là xe xịn nào đậu đầy ngoài đường đúng không? Chạy đầy ngoài đường. Nhưng mà ở xuống Napoli là không có một chiếc nào, kể cả Mercedes cũng không có nữa cô chú anh chị. Xe ngoài đường Dung quay cho cô chú anh chị xem đó, nó mó bé xíu à, mà nó bóp nó méo hết trơn à. Còn xe xịn đó là người ta gửi với gara hoặc là ở trong nhà người ta thôi, từ khi nào người ta đi đâu xa hoặc là lấy xe chạy ở đâu xa thôi, chứ đường ở trong Napoli cực kỳ xấu luôn, cho nên là không có chạy xe xịn đâu. Đó, đi xe thì lái xe hơi cực của chú gì đó, mà điều nhà mình đi có hành lý nhiều rồi đi có con nít nữa, nên là ông xã Dung đi xe. Hồi xưa là Dung với ông xã Dung cứ chạy, hồi chưa có con á nha, là chạy từ Toulouse mà chạy qua Ý á, là đi trong ngày về thôi đó cô chú anh chị, sáng đi tới tối về.
Lên xe thì tụi nhỏ ngủ, Louis ngủ nãy giờ là 3 tiếng rồi đó cô chú anh chị, giờ mới thức dậy nè, cũng chiều rồi. Gia đình mình khởi hành từ Napoli là từ 10 giờ sáng. Nhập các son hả? Đường hầm từ Ý về Pháp đó cô chú anh chị, mình đi lên tới phía Bắc rồi. Sắp qua biên giới Pháp nè mà đường vắng lắm. Đây là đường hầm ở địa phận của Genova, Geneva. Mà bên trong vắng không có xe luôn. Cô chú anh chị nào mà lái xe từ Ý qua Pháp thì thấy ở Ý rất là nhiều đường hầm nha. Mình ra cái này là mình chui vô cái kia nữa rồi đó. Sẽ để cho mình một cái bảng là đường hầm bao nhiêu cây số nha cô chú anh chị. Cái đường hầm này là 527m dài á. Dung chia sẻ cho cô chú anh chị là Dung bị quẹt xe đó, mà ở trong bãi đậu xe thì ở bên Pháp á, thì quẹt xe vậy thì mình đóng bảo hiểm thì có bảo hiểm trả, nhưng cô chú anh chị, nhưng mà có cái như vậy, nếu mà ở trong Bắc Kinh, ở trong cái bãi đậu xe hoặc là mình đang chạy trên đường mà nó trên đường nó không có vạch trắng á, không có cái phân ra làm hai làn đường á, thì bảo hiểm là của hai bên sẽ chia 50-50 nha cô chú anh chị. Đó mà cứ cách một ngày Dung bị quẹt tới hai lần thì bảo hiểm họ nói với mình là nếu mà cái chi phí nó cao á là mình sẽ phải tăng cái giá bảo hiểm của mình lên đó. Ở bên Pháp á nha cô chú anh chị, đóng bảo hiểm thì rất là dễ, nhưng mà tới hồi mà bắt bảo hiểm đền á là hơi bị khó đó. Họ nói với mình á, nếu như mà mình cái kiểu như mà bảo hiểm mà phải đền nhiều lần cho mình á là nếu mà trả cái chi phí cao quá là họ cắt hợp đồng luôn nha cô chú anh chị, họ không có nhận bảo hiểm cho mình nữa. Đó, mình đi từ Genova mình đi ngược về Nice thì qua Monaco. Ở đây đường hầm nó ngộ lắm cô chú anh chị, bằng sắt. Mà mình đi đây là dọc đây là biển không đó, nhưng mà mình không có xem được tại vì người ta lắp những cái rào á để bảo vệ những người lái xe đó, tại vì sợ mình lái xe mà mình dòm ở dưới đó cô chú anh chị, cho nên là người ta che rào nó hết à. Nhìn không có thấy. Cái xe của Dung là cái ngày gì vậy cô chú anh chị ơi? Đó, ngày hôm qua, chủ nhật nha, mình đi mua táo. Mình vô trong bãi đậu xe, mình đậu xe nha. Mà đậu xe thôi, Dung vô tiệm táo, Dung mua. Mua táo, ôi, nó bể bẩn luôn rồi trời. Mua táo cho con Dung thì ở ngoài này, một cái bà kia bà ve xe, bà tông vô cái xe của Dung nè. Bà quẹt làm sao mà chạy bánh xe nha. Rồi quẹt trên đầu xe. Nhưng mà cái này không sao, mình đi vô tiệm mình rửa rồi mà không sao, thì người ta nói hả muốn sơn lại thì mình báo bên bảo hiểm thôi. Sáng này đưa con đi học. Trời ơi không biết ba chú vô là cassé cela là. Đưa con đi học, ông xã Dung đậu xe vừa mới đậu xe đặng được bỏ mở cửa xe cho con xuống, bà kia bà chạy tới rồi xong bà tông vô bể cái kẻ đèn sao rồi. Ơi chú vô sao cassé là ba. Yeah. Tu vois, ça défait là. Ouais, ça a poussé quoi. Đó, nhà Dung sắp tới Monaco rồi cô chú anh chị. Non, c'est pas Monaco ça. Sắp, après, pas encore. Mình sắp qua hải quan biên giới, chứ biên giới giữa Pháp với Ý. Mà Dung
Dung định ở lại Monaco một đêm cô chú anh chị trong sẽ Dung nghỉ ngơi, tại vì từ Napoli mà lái xe về tới Pháp là gần 14-15 tiếng lận. Thôi mà giờ ông xã Dung không chịu, nó thôi về luôn. Lái xe về luôn, từ Nice mà về nhà mình là tầm khoảng 400-500 cây gì nữa. Wow, sáng trưng luôn. Huế y như ban ngày luôn á. Xe led sao nó? Này là đèn led. Đây là mình tới trạm thu phí. Qua tới đây là khỏi có trạm thu phí của Ý nè cô chú anh chị, giáp ranh biên giới Ý Pháp á. Để coi bao nhiêu nha. À, mình đã tới biên giới Pháp rồi đó cô chú anh chị. Trời ơi, cái đường nào on em France. Nhà mình còn 590 cây nữa nha cô chú anh chị. Đó. Lái xe không ngừng nghỉ luôn, đi về luôn, không ngừng ở Monaco. Mình hẹn bạn mình ở Nice và hồi luôn. Không kệ. Tại vì về nếu mà ghé bạn mình chơi vào ngày thứ Đó, phía trước là Monaco đó cô chú anh chị. Mình qua một chút xíu nữa là tới Monaco rồi, nhưng mà mình không có ghé được rồi. Lần sau mình sẽ đi dọc lên từ Cannes lên Nice rồi qua Monaco. Những cái gì eo biển á, đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Ở đây là mình về tới đường hầm ở bên Pháp nha cô chú anh chị. Đó. Đường hầm ở bên Pháp thì mỗi làng thì sẽ có một cái mũi tên xanh hết để cho mình lái nha. Đó, đèn thì ở chính giữa hai bên. Đây là đường hầm ngay chỗ Monaco luôn đó cô chú anh chị. Nó có trước khi vào đường hầm thì sẽ có một cái đường rẽ qua Monaco và một đường đi qua Nice. Mà Monaco nằm ở dưới á, biển á, đẹp lắm. Mà ở trên đường cao tốc thì họ không có cho mình nhìn nha cô chú anh chị, không có thấy được xuống dưới. Nó rào lại hết à. Con biết trên cao tốc Pháp á, nó dị dữ lắm nha cô chú anh chị. Mình đang chạy 130 phải không, nó cấm cái radar là 110, nhưng mà trời tối là mình không có để ý cô chú anh chị ơi, là chạy tới đó là quốc 130 à, đó rồi xong cái đèn nó chớp nháy rồi đi về là lãnh phạt 90 ơ. Dung về đến nhà rồi đó cô chú anh chị. Là mình chạy xe một mặt vừa ngừng luôn nha, coi như đi luôn chứ không có ngủ lại qua đêm. Đó là giờ là 6 giờ sáng. Mà ở Pháp lạnh lắm nha. Về Pháp buổi sáng mà có âm có không độ à. Đó, mình xuất phát từ Napoli là 10 giờ sáng ngày thứ 5 và lái xe luôn là về tới Pháp là 6 giờ sáng ngày thứ 6 nha cô chú anh chị. Là cứ là chạy không nghỉ qua đêm luôn. Về là cái nhà mình dỡ hành lý xuống là ngủ nguyên một ngày thứ 6 luôn. Trời ơi, quẹt có miếng sơn nè cô chú anh chị ơi, mà trời ơi 240 ơ. Còn bể cái đèn sao là cả 1000 euro đó nha cô chú anh chị. Đó, đây là về tới Pháp mà thấy ở tai nạn giao thông nè. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video.